ngày cha tôi mất, đời tôi rất buồn, còn ai quý thương. Ngày cha tôi mất, tuổi xuân chưa tròn, trời quá bất công. Giọt lệ phân ly đau quá cha ơi, đời này còn mãi ghi nhớ trong lòng một người mà con kính yêu, kính yêu. Còn đâu giây phút người đưa đón chờ bên mái sân trường, còn đâu giây phút đùa vui suốt ngày lo lắng bao điều. Nguyện thề mai sau con giống như cha, một người đàn ông lo lắng gia đình hiền lành, chẳng đánh con mình. Ôi đôi mắt thiết tha nay giờ ở đâu, tình cha trời cao biến rộng ghi nhớ đời đời. Ngày còn khôn lớn thấy thêm buồn cho số kiếp, vì con không có cha, con không có cha. Ôi năm tháng mất cha đau buồn nhớ mong, về đêm con hay khóc thầm đau nhói nghìn trùng. Giờ chỉ mong ước, ước một điều cha tái thế, để con đền đáp công ơn. Ngày cha tôi mất, lòng tan nát lòng, còn ai nhớ mong. Còn chi tê tái mới năm lên mười, người nói phân đi. Mười một năm nay như sống tha hương, đời này còn mãi ghi nhớ trong lòng người cha, người cha suốt đời xây đắp tình yêu, lo lắng cho con. Mười
Ban tổ chức tang lễ trân trọng mời nàng an tọa. Nội dung chúng tôi xin phép đồng chí, xin phép quý vị được tổ chức trọng thể gồm 4 phần. Mời đoàn nhạc đồng cử nhạc kính tiếng, xin kính mời. Trân trọng cảm ơn đoàn nhạc đồng. Sau đây là chương trình lễ cử hành an táng, cử hành đưa tang trọng thể đồng chí Vương Văn Cừ, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, là công dân xóm 8B xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nguyên là cán bộ xã nghỉ hưu, chiến sĩ điện biên, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Hải Đường, hội viên hội người cao tuổi. Cho phép ban tổ chức tang lễ chúng tôi sáng hôm nay được tiến hành tổ chức trọng thể bắt đầu. Kính thưa quang linh đồng chí Vương Văn Cừ kính mến, kính thưa các đồng chí lãnh đạo trong ban chấp hành đảng ủy,
Thường trực Hội Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Đường cùng các ban ngành, đoàn thể trong xã. Kính thưa các cụ, công các bà, cha bác, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa Hội đồng gia tộc nội ngoại. Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên, các bậc cao niên, các đoàn thể và nhân dân cơ sở xóm 8B xã Hải Đường. Thưa gia đình Tăng Quyến, vào những ngày này, Đảng bộ, nhân dân xã Hải Đường, chúng ta đang thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng thành công xã Hải Đường anh hùng đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Trước mắt đang tập trung chỉ đạo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn cho các trà lúa mùa đã cấy, quyết tâm giành thắng lợi. Năm 2020, mọi người, mọi gia đình trong xã chúng ta đều cầu mong cho mọi sự bình yên hạnh phúc. Thì thật đau buồn thương tiếc nhận được thông báo tin buồn từ gia đình và cơ sở xóm 8B báo tin đồng chí Vương Văn Cử do tuổi cao sức yếu căn bệnh tuổi già đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt gia đình, người thân, con cháu, anh em họ tộc, nàng xóm quê hương, đồng chí ra đi về cõi thiên đàng, về với tổ tiên, theo hầu Phật tổ, hưởng tuổi thượng thọ, 93 tuổi. Sự ra đi của đồng chí để lại cho mọi người chúng ta một tình cảm lưu luyến, tiếc thương, trân trọng. Chúc thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, đến dự lễ táng, lễ đưa tang trọng thể đồng chí Vương Văn Cử sáng nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo trong ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong xã, ban chi ủy, chi bộ, các đồng chí đảng viên, chi bộ 8B, cán bộ nhân dân, các đồng chí đoàn thể cơ sở xóm 8B xã Hải Đường, họ tộc nội ngoại, các bậc thông gia, anh em cha chú bác cô dì, cộng mợ nội ngoại gần xa, bạn bè thân thiết, đồng chí đồng nghiệp, bà con tình làng nghĩa xóm đều hiện diện trong buổi lễ đoàn an táng đồng chí sáng nay trọng thể này. Kính thưa vong linh đồng chí Vương Văn Cử kính mến, vĩnh biệt đồng chí là đảng viên cao niên của chi bộ, hội viên tiêu biểu, công dân tiêu biểu của xóm sáng nay lần cuối cùng. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chi ủy, chi bộ, hội đồng xóm do đồng chí Vương Văn Dũng bí thư chi bộ trưởng đoàn, mời các đồng chí lãnh đạo xóm thắp tuần hương thơm vĩnh biệt đồng chí lần cuối cùng. Trân trọng kính mời các đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí trưởng xóm. Tiếp theo nội dung chương trình, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Quang Thiệu, phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng ban tổ chức đảng ủy, trưởng ban lễ tang đồng chí lên thực hiện chương trình. Mời đồng chí. Kính thưa vong linh đồng chí Vương Văn Cử, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình Tăng Quyến. Vào những ngày này, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đang tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì mọi người chúng ta nhận được tin báo buồn, đồng chí Vương Văn Cử, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam từ trần, mặc dù trong thời gian lâm bệnh nặng, đồng chí đã được gia đình cùng các thầy thuốc và con tình làng nghĩa xóm tận tình chăm sóc cứu chữa, động viên thăm hỏi chu đáo nghĩa tình. Nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí không qua khỏi, đã chút hơi thở cuối cùng ra đi về cõi vĩnh hằng vào hồi 4 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2020, tức là ngày 20 tháng 6 năm Canh Tý. Đồng chí hưởng
Thượng Thượng Thọ, 93 tuổi. Sự ra đi của đồng chí đã để lại bao nỗi đau buồn, thương tiếc đối với cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và mọi người chúng ta. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn thể thân quyến gia đình của đồng chí. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã xin được thành tâm gửi đến toàn thể thân quyến gia đình lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây, tôi xin trân trọng thông qua tóm tắt tiểu sử của đồng chí. Đồng chí Vương Văn Cừ sinh năm 1927 tại xóm 8B, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đồng chí được sinh trưởng trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng. Ngay từ khi còn tuổi thiếu thời, đồng chí đã được chứng kiến cảnh quê hương phải chịu nhiều đau thương, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Cuộc sống của mọi người phải chịu nhiều nỗi khổ cực, lầm than, không chịu nhìn cảnh quê hương, đất nước bị thực dân phong kiến, đô hộ, bóc lột và đàn áp. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi thanh xuân và truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tiên phong tham gia vào các hoạt động phong trào ở địa phương. Đồng chí là lớp thanh niên tiêu biểu của xã nhà trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ thần thánh của dân tộc. Đồng chí bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng 2 năm 1946 đến tháng 1 năm 1949. Đồng chí tham gia trong trung đội dân quân tự vệ và du kích xã Hải Đường, giữ chức vụ trung đội trưởng. Tháng 2 năm 1949, của cuộc kháng chiến chống Pháp vô cùng ác liệt, đồng chí tự nguyện tham gia vào quân đội thuộc đơn vị sư đoàn 308 và trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ với cấp bậc hạ sĩ. Cho đến tháng 5 năm 1958, đồng chí xuất ngũ về công tác tại địa phương. Từ tháng 6 năm 1958 đến tháng 5 năm 1959, đồng chí tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Từ tháng 6 năm 1959 đến tháng 11 năm 1959, đồng chí giữ chức vụ phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Từ tháng 12 năm 1959 đến tháng 9 năm 1960, đồng chí giữ chức vụ chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Từ tháng 10 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962, đồng chí làm đội trưởng đội sản xuất hợp tác xã cấp cao. Với trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào, đồng chí đều tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh. Ngày 19 tháng 5 năm 1961, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại chi bộ Cờ Hồng, xã Hải Cát, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hải. Từ tháng 1 năm 1963 đến tháng 5 năm 1965, đồng chí làm thủ quỹ hợp tác xã Hải Cát. Từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 12 năm 1966, đồng chí giữ chức vụ phó chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Từ tháng 1 năm 1967 đến tháng 9 năm 1968, đồng chí giữ chức vụ chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng. Từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 12 năm 1969, đồng chí giữ chức vụ thường vụ đảng ủy phụ trách nông hội. Từ tháng 1 năm 1970 đến tháng 12 năm 1974, đồng chí giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hải Cát. Từ tháng 1 năm 1975 đến tháng 9 năm 1985, đồng chí giữ chức vụ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã Hải Đường. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 4 năm 1987,
đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 7 đảng bộ xã Hải Đường. Từ tháng 5 năm 1987 đến tháng 7 năm 1994, đồng chí giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Đường. Từ tháng 8 năm 1994 đến nay, đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 8B, cán bộ nghỉ hưu. Với nhiều năm tham gia công tác và cống hiến trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ công tác khác nhau, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thử thách, nhất là trong thời kỳ của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vô cùng ác liệt của dân tộc ta. Nhưng dù ở bất cứ lĩnh vực hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn kiên trung, phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển quê hương. Ghi nhận những thành tích và công lao đóng góp của đồng chí, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền các cấp đã trao tặng đồng chí huy hiệu 45 năm tuổi đảng, huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam và nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen khác. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, đồng chí Vương Văn Cờ sinh được 9 người con, 2 trai, 7 gái. Người con trai thứ nhất, ông Vương Văn Điện xây dựng gia đình cùng bà Trần Thị Quy, gia đình cư trú tại xóm 8B, xã Hải Đường. Người con trai thứ hai, ông Vương Văn Đại là đảng viên bộ đội xuất ngũ, hội viên hội cựu chiến binh, phó bí thư chi bộ, xây dựng gia đình cùng bà Phạm Thị Thương và đảng viên đại biểu hội đồng nhân dân xã, gia đình cư trú tại xóm 8B, xã Hải Đường. Các con gái của đồng chí, bà Vương Thị Con xây dựng gia đình của ông Phạm Văn Đảng, là bộ đội xuất ngũ, hội viên hội cựu chiến binh, gia đình cư trú tại xóm 20, xã Hải Đường. Bà Vương Thị Vợ xây dựng gia đình cùng ông Nguyễn Hồng Thiện, gia ông bà đều là đảng viên, bác sĩ nghỉ hưu, gia đình cư trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Vương Thị Yến xây dựng gia đình cùng ông Hoàng Quang Xuân, ông bà đều là đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, gia đình cư trú tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Bà Vương Thị Oanh xây dựng gia đình cùng ông Trần Văn Dự, là đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, gia đình cư trú tại xóm 9, xã Hải Đường. Bà Vương Thị Tiên xây dựng gia đình của ông Phạm Văn Kiệm, là đảng viên, đại tá công an nghỉ hưu, gia đình cư trú tại xóm 7, xã Hải Đường. Bà Vương Thị Minh xây dựng gia đình cùng ông Nguyễn Văn Vụ, gia đình cư trú tại xóm 20, xã Hải Đường. Bà Vương Thị Nguyệt xây dựng gia đình cùng ông Phạm Văn Trường, ông bà do lâm bệnh nặng đã tử trần. Đồng chí có 95 cháu chắc chút nội ngoại, trong đó 12 cháu có trình độ cao đẳng đại học, 5 chắc có trình độ đại học. Các con, các cháu, các chắc, các chút của đồng chí đều được đồng chí quan tâm, chăm sóc, dạy bảo, chu đáo, ân cần. Đã khôn lớn trưởng thành, đều chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, và đều nhiệt tình công tác, lao động, học tập, tiến bộ. Đó chính là niềm an ủi, động viên những tháng ngày đau yếu, vậy cũng để đồng chí yên lòng, thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến, đồng chí Vương Văn Cừ không còn nữa, song với đức tính hiền lành, giản dị, sống có nghĩa, có tình với đồng chí, bản tâm hết lòng đùm bọc gia đình, thương quý vợ con cùng các cháu chắt chút. Đồng chí mất đi để lại cho mỗi người chúng ta và gia đình dòng tộc một tình cảm kính trọng, nhớ thương. Là một đảng viên với 93 năm tuổi đời, 59 năm tuổi đảng và trên 60 năm tham gia hoạt động công tác,
liên tục trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đồng chí đã cống hiến nhiều công sức cho Đảng, cho cách mạng và cho các phong trào ở địa phương. Từ nay, làng xóm, họ tộc, đồng chí, anh em bạn bè và gia đình, người thân mãi mãi xa vắng hình bóng thân thương của đồng chí. Trong giờ phút chia ly cách biệt hôm nay, tôi mong tất cả mọi người chúng ta bằng tình cảm sâu nặng đối với người đã khuất, cùng nhau đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất để xây dựng quê hương, xóm làng từng bước phát triển giàu đẹp và văn minh. Xin được chia sẻ nỗi đau buồn mất mát to lớn cùng gia đình, và tôi cũng mong rằng gia đình hãy kìm nén nỗi thương tiếc, tiếp tục phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập và công tác. Vĩnh biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy hướng tâm về linh sàng đồng chí, dành phút mặc niệm vĩnh biệt. Phút mặc niệm vĩnh biệt bắt đầu. Trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân an toàn. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã đến dự lễ tang đồng chí Vương Văn Cử trọng thể hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm động, ban tổ chức tang lễ và gia đình trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng ban lễ tang. Trước giờ phút đưa tiễn thi hài đồng chí về nơi yên nghỉ cuối cùng, thông qua ban tổ chức tang lễ, gia đình tang quyến xin được phát biểu lời cảm ơn. Gia đình tang quyến, chúng tôi trân trọng cảm ơn ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hải Đường cùng các ban ngành đoàn thể trong xã. Cảm ơn ban chấp hành hội cựu chiến binh, đội thiêu binh vinh dự. Cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Gia đình trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ đảng viên, các tổ chức ban ngành đoàn thể và nhân dân xóm 7, xóm 9, xóm 20 xã Hải Đường. Cảm ơn các đồng chí hội đồng ngũ, đồng môn, đồng nghiệp, hội hưu trí công an huyện Hải Hậu, bưu điện huyện Hải Hậu, hội hưu trí công an tỉnh Nam Định. Xin trân trọng cảm ơn nhà chùa Khánh Quang, các cụ thái não tín đồ Phật tử chùa Khánh Quang. Cảm ơn họ Phạm Đại Tôn, hội đồng họ Phạm chi tộc xóm 6, ban trị sự đền thánh xóm 5, xóm 9, hội đền làng xóm 7. Gia đình trân trọng cảm ơn họ tộc nội ngoại, các bậc thông gia, nguyên gia, anh em, cha, chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, nội ngoại gần xa, bạn bè, thân thiết. Đặc biệt gia đình tăng quyến chúng tôi trân trọng cảm ơn và cảm tạ các đồng chí cán bộ đảng viên, các bậc cao niên, các đoàn thể nhân dân cơ sở xóm 8B xã Hải Đường đã đến thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn, giúp đỡ gia đình trong việc hiếu tang và tổ chức tiễn đưa thi hài cha, ông, cụ, người thân của gia đình chúng tôi sáng nay ra nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân xóm 19 xã Hải Đường được chu đáo trọng thể. Trong lúc tang gia bối rối và sự mất mát tổn thất vô cùng to lớn của gia đình tăng quyến chúng tôi hôm nay, chắc chắn gia đình tang quyến chúng tôi không tránh khỏi nhiều điều khiếm khuyết. Gia đình tang quyến trân trọng kính mong quý vị mở rộng lòng hải hà, xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình tang quyến, trưởng nam ông Vương Văn Điện, thứ nam ông Vương Tiến Đạt cùng toàn thể anh chị em con cháu trong tang quyến, xin một lần nữa được cúi đầu cảm tạ. Lễ cử hành đưa tang đồng chí Vương Văn Cử ra nơi yên nghỉ cuối cùng xin được cử hành trọng thể bắt đầu.
con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng trời xiết theo cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khứ tình nồng, như dòng lệ thấm xuống hàm dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mãi đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Ngày con sinh ra, tiếng cha vui mừng nói cười. Ngày con sinh ra, những gian nan cùng năm tháng. Dù có mấy khổ đau nặng mang, người vẫn cố gắng nuôi đời con. Làm ngày luôn đêm, khiến cha thân gầy héo. Ngày cha xa con, nỗi đau kia chẳng xóa mờ. Ngày cha ra đi, vẫn mong con phải cố gắng. Làm người tốt nhé con của cha, đừng xa ngã trước bao cuộc vui. Lời người con luôn khắc ghi trong lòng chẳng phai. Giờ người đã mãi mãi xa đời con, phải cố gắng. Làm người tốt nhé con của cha, đừng xa ngã trước bao cuộc vui. Lời người con luôn khắc ghi trong lòng chẳng phai. Giờ người đã mãi mãi xa đời con, giờ người đã cất bước không về đây. Dù ngày hôm nay cha không còn nữa, con luôn muôn đời yêu mến cha. Tỉnh lại đi nhé hỡi cha của con, một mình con phải sống thế nào đây. Một ngày như đã biết bao giờ sẽ vơi đi nỗi buồn mất người.
thêm một chút đường. Mà cha nói đây là viên kẹo mà cha gà ra ngọt lắm con à. Nhưng sao con cảm thấy đắng, đắng như những giọt nước mắt của con bây giờ đây không ngừng chảy khi quỳ trước quan tài của một người mà con thường hay gọi là cha. Giờ người đã mãi mãi xa đời con, giờ người đã cất bước không về đây. Dù ngày hôm nay cha không còn nữa, con luôn buồn đời yêu mến cha. Tạnh lại đi nhé, hỡi cha của con, một mình con phải sống thế nào đây. Một ngày như năm biết bao giờ sẽ vơi đi nỗi buồn. Trong nguồn chảy ra hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Đời mừng cha vẫn khỏe vẫn tươi vui, chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nguôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thấm thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời. Hoa tươi trái ngọt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của cha ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu, vóc dáng cha mới cao đẹp làm sao. Một chặng đường dài suốt 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không, trong suốt chặng đường dài cha đã qua, chất chồng những vui buồn trăn trở. Cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè: có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng cha đà thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con, cha vất vả tào tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha, cha đã cho chúng con thật sự thành người. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao nguồn sức mạnh để vượt lên mọi vất vả của đời thường. Trái tim và trí óc của cha đã dành cho chúng con, để hôm nay khi nhìn lại, chúng con mới thấy thực sự đã mất đi một phần lớn của đời mình. Các cụ xưa thường bảo cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng dục của cha không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên cha, muốn tỏ đầy tấm lòng biết ơn vô hạn với cha đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho các con cháu xanh, tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu các con ở đến phiên trời góc biển. Cha vất vả trọn đời, kiểu như thế biết như vậy, và chúng con là con người nên hôm nay chỉ bên cha, chúng con cầu mong sự tha thứ của cha cho những đứa con vì cuộc sống sinh ra không được nâng giúp cha khi cha đang ở độ tuổi thích hợp của lăng vi. Chúng con hứa với cha, với mái nhà này đây, khi không còn cha, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước nguyện của cha và không để người đời chê trách. Đời cha đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống chúng con đẹp thêm như hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại, xem lại bản thân mình, chúng con thấy còn nhiều điều sai sót. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp, đấy là việc mà chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Thật xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với cha kịp thời khi cha cần. Tấm lòng trời biển của cha hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con những lỗi lầm kia cha nhé. Chúng con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của cha, và cha sẽ là người cha bất tử của chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương,
để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non canh, công này tấm tựa cháu muốn đứng dưới bố quan tài từ từ đi xuống thêm thu vĩnh viễn là thêm ơn trời cao lộc lộc ơn đất đầy ấm công sống nhờ đất biết lại về với đất bởi có tình người làm ăn chân thật ông cha ta đã dày công nuôi đất đất tốt tươi đất lại nuôi người với đất là bạn đời muôn thuở và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử ta nhớ ơn muôn thuở đất nước ơi đây nắm đất quê nhà con cháu đắp nên phần mộ chúc người yên giấc mộng say nghìn thu thơm thảo đất này quê hương ôi cái chết đã gieo mầm sự sống người hóa thân vào đất quê hương cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Chào ấy.